Tụi bay chuẩn bị lên hàng nha. Dạ dạ dạ. Tụi bay cẩn thận. Anh hai, ba, làm sao vậy? Ba, tại mấy anh nữa, anh hai. Ba ơi, ba, kêu cấp cứu đi anh hai. Ba, anh hai kêu cấp cứu đi. Ba, nhanh lên. Ba, chính vì ông, bà mẹ tôi chết trong tủi nhục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông rõ không? Ông rõ không? Ba. 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 Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, anh đừng có đứng đây mà áy náy trong lòng nữa. Đâu có dễ như vậy mày. Bây giờ tất cả mọi người đều nói là tại anh mà ông già mới bị đột quỵ như vậy, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Nhưng mà thôi, coi như anh bị xui xẻo, cho nên anh phải gánh hậu quả này đi. Cái bệnh của ông già mà, cho dù hôm nay ông không bị đột quỵ vì chuyện này thì ngày mai ông cũng bị đột quỵ vì chuyện khác thôi. Bởi vì tánh ông quá trương phi mà. Nói thiệt, tao cảm thấy ray rứt lắm. Tại tao nói những lời như vậy khi ông đột quỵ mà chết. Đã nói không phải do anh mà, do xui xẻo thôi. Thôi, em vô cúng cơm cho ba đi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh lại. Tốt nhất bây giờ là anh đừng có ra mặt gặp gỡ dòng họ. Vậy nha. Anh đừng có buồn nữa. Việc gì đến nó sẽ đến. Anh hãy giữ sức khỏe để còn lo việc mới. Tao không quan tâm. Anh có chắc không? Nếu như tôi nói sau ngày mở cửa mã của ba, anh phải đi ra chốt biên giới để đào tạo cho đám cửu vạn. Ai nói? Tại sao tao phải ra cái chỗ khi ho còn gái đó? Tôi nói. Anh nên nhớ, trong di chúc của ba đã để lại cho tôi toàn quyền quyết định. Và bây giờ tôi muốn phát triển sự nghiệp cũng như địa bàn. Mày điên hả? Mày thấy có tụi thằng cừu sói buôn hàng cấm hả? Tao không làm. Bởi vậy suốt đời là lính. Ba đã mất rồi, tụi anh vô rắn mất đầu có làm được gì đâu. Nè, mày đứng lại. Tao muốn biết tại sao thằng cường sói nó dám cướp hàng của tao. Tại sao anh hỏi con ngu vậy? Tại anh. Anh hé lộ ngày giờ và địa điểm. Mày mày đừng quên, tao là người thừa kế của ba. Hôm nay là đám ma của ba, mày làm sao có chờ được đó. Anh làm gì vậy? Sao giờ này anh không dậy đi? Em chuẩn bị đồ sẵn cho anh hết rồi đó. Thằng Lâm với thằng Hào đang chạy tới nhà thờ dòng họ đó. Nó nhắn với em nói với anh là anh khỏi chuẩn bị gì hết, tụi nó đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
Có tin tức gì của thằng Hùng không? Em không biết. Chỉ biết là mọi người làm theo di chúc của ba anh là ăn chơi 3 ngày 3 đêm, không được khóc kể gì hết. Thì năm nào cũng vậy mà. Nhưng mà em nghe vợ thằng Lâm nói năm nay sẽ khác đó. Chứ năm nào cũng nhậu nhẹt rồi tán dốc, chán thấy mồ. Mà năm nay không biết là thằng Lâm sẽ đi với con nhỏ nào đây. Nó đi dài thì đi, nhưng mà hai con vợ cũ của nó phải cho con tới chứ. Em nghe nói là nó dắt con vợ hờ đang cặp về đó. Chắc là có phim vui để coi. Làm vậy sao được? Đám vợ của ba là phải vui vẻ lên. Đứa nào lộn xộn tôi đuổi về hết. Em thấy nha, có anh á thì là có phúc cho dòng họ Trương đó. Lúc nào cũng tỏ ra mình là huynh trưởng, có trách nhiệm. Nhưng mà tiền, quyền thằng Hùng nắm hết à. Anh làm vậy chi cho mệt vậy? Tôi đi rửa mặt đây. Chào. Đi gì nghe. Dì hai. Anh hai. Thấy đủ hết chưa? Ông bà, đi mấy bạn lên đây cho má coi ốp. Chuẩn bị lên hàng nha. Dạ, dạ, dạ. Mày cẩn thận. Vô dụng. Chuyện có vậy mà cũng làm không xong. Mày ba. Không phải đâu ba. Tại thằng Cường nó nhảy ra nó bắn giết tùm lum. Tụi con không trả tay kịp. Mày làm sao tụi nó biết rõ ngày giờ địa điểm giao hàng mà phá mày? Con không biết nữa. Chính thằng Cường nó dặn em tụi nó tới. Mày còn dựng chuyện nữa hả? Ba ơi, ba bình tĩnh đi ba. Ba đừng có nóng. Con nghĩ là trong chuyện này chắc uổng khúc gì đó. Con tin như nhìn hai nó mà ba. Mày còn dám biết chuyện cho nó nữa à? Mày... đúng mà ba. Mày có tin là tao quánh luôn mày không hả? Ba ơi ba, con xin ba mà ba. Ba bình tĩnh ngồi xuống đi ba, rồi từ từ mình nói chuyện với ba. Ba còn gì để nói với tụi bay nữa. Trẻ già tới tuổi này rồi mà măng vẫn còn chưa chịu mọc. Thử hỏi tới khi tao nằm xuống rồi thì ai sẽ chỉ huy cho tụi bay? Ba cứ để tụi con tự làm đi, có khi còn tốt hơn. Cái gì mà cũng bắt làm thi của bà hết. Anh hai. Cái à gì? Anh hai buông ra. Để tụi bay tự làm hả? Hôm nay là mất trắng một chuyến hàng, ngày mai mất luôn cái mạng già này không chứ. Còn nói để cho tụi bay tự làm vô dụng, toàn là một lũ vô dụng. Ba nói đúng. Mấy anh đừng cãi ba nữa. Mày nói cái gì? Anh... mày nói cái gì? Ai cãi hả? Cái gì? Mày muốn cái gì? Cả cái nhà này chỉ có thằng Hùng là có đầu óc. Sao tụi bay không hỏi được nó một chút xíu nào hết vậy? Uổng công tao nuôi dưỡng hy vọng vào ba đứa tụi bay. Tới giờ này không nên con cháu gì. Bà nói cái gì vậy? Bà nên nhớ, ba anh em tụi con là con ruột của ba đó. Và sự nghiệp của ba ngày hôm nay là có sự góp phần của xương máu anh em tụi con đó. Kỳ công hả ba? Thằng mất dạy. Nếu để tao biết tụi bay cố tình là mất chứa hàng để ăn chia với nhau thì tao giết chết không chừa một đứa. Bà giết đi. Ba nghĩ tôi dựng chuyện đáng hại của ba hả? Anh hai, tao không nghĩ. Mà hành động của mày làm tao phải nghĩ. Nếu không phải thì mày đem hết số hàng đó về đây cho tao. Bà ơi, bà nghĩ đi. Hàng bị cướp hết trơn, lấy về bằng cách nào đây? Muốn lấy hàng lại thì phải điều tra xem tụi nó là ai chứ. Khỏi cần. Phải là tôi đó.
tôi giữ chuyện cướp hàng của ba đó. Cuối cùng anh cũng thừa nhận. Phải, tao làm đó. Tôi giữ chuyện cướp hàng của ba đó. Mày... Thôi đi anh hai. Nếu như ba không tin tôi nữa thì từ nay ba cứ coi ba không có đứa con này đi. Súc sinh, mày dám quay lưng phản bội tao hả? Đã từ lâu tao biết trước mày phản bội tao mà. Kể từ nay tất cả quyền hạn của mày tao sẽ giao cho thằng Hùng toàn quyền xử lý. Mày đi khỏi nhà này và đừng hòng bao giờ trở về cái nhà này nữa. Ba không được nói. Tôi đi cho ba coi nè. Mày đi đi. Anh hai, ba lúc nào cũng thiên diện cái thằng con riêng đó. Anh giận làm cái gì? Để buông đã. Hai, mày ngã đó. Anh hai, anh ba. 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 Tại mấy anh nữa. Anh hai. Ba ơi. Ba. 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 Kêu cấp cứu đi anh hai. Ba. Anh hai kêu cấp cứu đi. Ba. Nhanh lên. Ba. Chính vì ông, bà mẹ tôi chết trong tủ nhục. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông rõ không? Ông rõ không? Ba. 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 Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Anh đừng có đứng đây mà áy náy trong lòng nữa. Đâu có dễ như vậy mày. Bây giờ tất cả mọi người đều nói là tại anh mà ông già mới bị đột quỵ như vậy, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Nhưng mà thôi, coi như anh bị xui xẻo, cho nên anh phải gánh hậu quả này đi. Cái bệnh của ông già mà, cho dù hôm nay ông không bị đột quỵ vì chuyện này thì ngày mai ông cũng bị đột quỵ vì chuyện khác thôi. Bởi vì tánh ổng quá trương phi mà. Nói thiệt, tao cảm thấy ra rất lắm. Tại tao nói những lời như vậy khiến ông đột quỵ mà chết. Đã nói không phải do anh mà, do xui xẻo thôi. Thôi, em vô cúng cơm cho ba đi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh lại. Tốt nhất bây giờ là anh đừng có ra mặt gặp gỡ dòng họ. Vậy nha. Anh đừng có buồn nữa. Việc gì đến nó sẽ đến. Anh hãy giữ sức khỏe để còn lo việc mới. Tao không quan tâm. Anh có chắc không? Nếu như tôi nói sau ngày mở cửa mã của ba, anh phải đi ra chốt biên giới để đào tạo cho đám cửu vàng. Ai nói? Tại sao tao phải ra cái chỗ khi ho con gái đó? Tôi nói. Anh nên nhớ, trong di chúc của ba đã để lại cho tôi toàn quyền quyết định. Và bây giờ tôi muốn phát triển sự nghiệp cũng như địa bàn. Mày điên hả? Mày thấy có tụi thằng cường sói buôn hàng cấm hả? Tao không làm. Bởi vậy suốt đời là lính. Ba đã mất rồi, tụi anh vô rắn mất đầu không có làm được gì đâu. Nè, mày đứng lại. Tao muốn biết tại sao thằng cường sói nó dám cướp hàng của tao. Tại sao anh hỏi con ngu vậy? Tại anh. Anh hé lộ ngày giờ và địa điểm. Mày đừng quên, tao là người thừa kế của ba. Hôm nay là đám ma của ba. Mày làm sao có chờ được đó. Làm gì vậy? Sao giờ này anh không dậy đi? Em chuẩn bị đồ sẵn cho anh hết rồi đó. Thằng Lâm với thằng Hào đang chạy tới nhà thờ dòng họ đó. Nó nhắn với em nói với anh là anh khỏi chuẩn bị gì hết. Tụi nó đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Có tin tức gì của thằng Hùng không? Em không biết. Chỉ biết là mọi người làm theo di chúc của ba anh là ăn chơi 3 ngày 3 đêm không được khóc kể gì hết. Thì năm nào cũng vậy mà. Nhưng mà em nghe vợ thằng Lâm nói năm nay sẽ khác đó.
chứ năm nào cũng nhậu nhẹt rồi tán dóc chán thấy mồ. Mà năm nay không biết là thằng Lâm sẽ đi với con nhỏ nào đây. Nó đi dai thì đi, nhưng mà hai con vợ cũ của nó phải cho con tới chứ. Em nghe nói là nó dắt con vợ hờ đang cặp về đó, chắc là có phim vui để coi. Làm vậy sao được, đám vợ của ba là phải vui vẻ lên, đứa nào lộn xộn tôi đuổi về hết. Em thấy nha, có anh á thì là có phúc cho dòng họ Trương đó, lúc nào cũng tỏ ra mình là huynh trưởng có trách nhiệm. Nhưng mà tiền quyền thằng Hùng nắm hết à, anh làm vậy chi cho mệt vậy. Tôi đi rửa mặt đây. Chào, đi gì nghe. Chị hai, anh hai, tới đủ hết chưa? Ông bà, đi mấy bạn lên đây cho má coi ốp. Trời chết nè. Mày nghĩ sao vậy hả? Hả? Ăn mặc cái gì vậy hả? Mày ăn mặc kiểu đó, người ta nhìn mày rồi ai nhìn tao? Không biết trên biết dưới gì hết, đám giỗ mà ăn mặc như vậy không biết xấu hổ hả? Em đang có bầu mà mấy chị làm cái gì vậy? Mày có bầu mà ăn mặc như vậy ai mà coi hả? Nhìn cái bầu của mày hay là cái gì? Em bận sao kệ em, có liên quan gì đến mấy chị đâu. Trả treo kìa chị. Mày mà còn nói nữa tao tát cho mày gãy răng cho coi. Chị, bây giờ tát là xưa rồi. Bây giờ hen, em nắm đầu nó, em lột đồ nó. Chị làm gì vậy? Xong rồi chị cầm điện thoại quay, quay lại cho em, em up lên Facebook. Buông em ra. Quay đi chị. Quay sao? Tao đâu biết quay đâu. Trời, bà bắt mày mượt rồi bà ơi. Ông Lâm, tao bà đánh nó đi để tôi quay cho. Ra ăn hiếp em kìa. Sao? Muốn chụp hình hả? Ừ? Muốn chụp phải không? Chụp tôi nè. Chụp. Đi bà làm cái trò gì vậy? Hả? Chứ anh nghĩ đi, đám dỗ mà nó ăn mặc như vậy đó. Nè, bà bớt khôn, ngu như bà này giùm tôi một cái. Anh nói cái gì vậy? Biết đang có bầu 5 tháng không? Hả? Quýnh như vậy xúc con tôi ra rồi sao? Thì nó xúc con này nó đẻ cho anh. Anh đẻ được không? Hả? Qua đây coi. Đây nè. Dạ. Em mệt không em? Để chị lấy nước cho em uống nha. Anh hai tới kìa. Chào anh chị. Anh chị hai. Dạ anh hai, chị hai mới qua. Chuẩn bị đồ xong hết chưa mà đứng đây ồn ào vậy hả? Nãy giờ em bận kìa hai. Bận làm gì? À dạ bận chữ nhỏ này nè. Hay quá ha. Đi vô trong chuẩn bị đồ để cho mấy anh ở ngoài này họp. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Đi lẹ. Đi vô kìa mày. Vô đây phụ tôi coi. Nè. Vô đi. Đi với chị. Có chị hai ở đây mà có gì phải lo. Em cứ tử tế thì sợ gì mấy chị kia làm khó hả? Đi vô. Không sao đâu. Đi với chị hai đi. Mày làm cái gì vậy Lâm? Nay cưới con này, mai cưới con khác. Vui chơi thôi mà. Có cưới hỏi gì đâu mà anh lo. Không có cưới hỏi dắt về đây làm gì? Lỡ có bầu 5 tháng rồi, bỏ không nỡ, cho nên tôi mới đem về đây. Tôi nể ông thật đó. Mày làm gì thì làm, cũng phải hỏi ý kiến của hai bà vợ của mày. Tao thấy hai bà vợ của mày cũng được, có việc gì thì giao nó làm đi. Ông nghĩ sao giao hai con đó? Một con thì ngu, một con thì dữ, cứ me đánh nhỏ hoài à. Không lẽ tôi đi giao trứng cho ác hả? Năm nay thằng Hùng không về hả? Thằng chó đó bận công tác gì ở nước ngoài á, không có về kịp. Có năm nào đó giữ đám dỗ đâu. Ông hỏi chi cho cực vậy? Mà phải công nhận thằng đó có tài thật. Nó giỏi cho nên mới phát triển sự nghiệp của bà rực rỡ như vậy. Nè, nếu không có chuyện gì đặc biệt, anh em mình ra ủng hộ mấy em đi. Mấy bà vợ mày sao? Bà thì có bầu 5 tháng, còn hai bà kia thì cũng mềm rồi. Đi kiếm hàng mới đi. Đám vỗ của bà sao? Thì cho mấy bô lão với mấy bà vợ lo. Mình có mặt vậy là được rồi. Đi. Ê, hai anh bỏ em ở lại hả? Thích thì theo. Hết vốn luôn á. Vô dụng mày. Mời ba. Ba bình tĩnh đi ba. Gì lâu rồi mày?
Bởi vậy suốt đời anh là lính, ba đã mất rồi, tụi anh vừa rắn mất đầu có làm được gì đâu. Tắt nhạc. Sao còn đứng đó dương mất ếch nữa? Đi thảo bảo vệ ổng nhanh lên. Dạ. Nhanh lên luôn ha. Cái gì? Thằng Cường đâu? Mau ra đây. Ông Vĩnh, ông làm gì tới phá nhà người ta vậy? Mày kêu thằng Cường ra đây. Nhanh lên. Đại ca tôi có chuyện phải làm, chứ đâu có rảnh rỗi đi chơi như anh em nhà ông. Mày Kiệt, mày đâu quấn làm phe rồi, thật là uổng phí tài năng của mày. Tụi mày nói cái gì vậy? Kêu thằng Cường ra đây nói rõ đầu đuôi cho tao hiểu coi. Ông muốn gì cứ nhắn lại với tôi, tôi là người phụ trách ở đây. Mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Có phải thằng Cường nó cấu kết với thằng Hùng cướp hai của tao không? Đại ca của mày ngu lắm, dám cấu kết với thằng Hùng gian xảo, thế nào cũng lãnh hậu quả. Nhanh thôi, đâu kìa, đừng về mày. Đại ca, ông Vinh, nước sông không phạm nước giếng, ông tưởng mình là ai vậy không Vinh? Mày chạy thôi, chạy. Không cho tụi nó thoát. Chạy. Đuổi lên, đuổi theo nó. Thôi tiếp đi, khỏi đuổi thôi nữa. Mình đang thắng thế sao đại ca lại để nó sống? Đủ rồi, tụi bay không sợ bị ông Hùng cắt cổ hả? Ông Hùng đâu có coi trọng tụi nó đâu mà đại ca lo. Dù gì cũng là anh em của ông ta, nếu ông ta tới kiếm chuyện với đại ca, tụi bay đỡ nổi không? Thằng Kiệt là thằng nào, sao nó ngon vậy? Tao cũng không rành, nó mới nổi lên mấy năm gần đây, rất tiếc là nó không về phe mình. Thôi bỏ đi. Muốn chết hả mày? Em nghe là mọi người nói anh lái xe cừ lắm, bây giờ mới tin nè. Mày cũng gan thiệt đó, tao mà thắng không kịp mày xẹp lép dưới đường rồi. Cho em đi thử vài vòng được không? Muốn thử tay lái của tao hả? Đừng có hối hận nghe. Lên xe. Đúng là đại gia có khác, xe đẹp thiệt đó. Chiếc này chắc mắc à nha. Muốn nhờ giả gì mà khen nghe còn sớt vậy mày? Đúng là không có chuyện gì qua mắt được anh hết. Thì sao? Em nghe nói là anh Hùng đang tìm người làm ở biên giới đúng không? Xe can chó thôi, đừng có tin. Uổng quá vậy, em đang muốn qua bên đó làm. Mày đang mặn nồng với cô Kiều, ra đó làm gì? Thôi, em không muốn làm chó giữ nhà nữa.
Anh không thấy làm như vậy là uổng phí tài năng của em sao? Với lại đàn ông phải có công danh sự nghiệp chứ, đúng không? Em muốn đóng góp một chút gì đó. Mấy chuyện này em làm cái một mà. Có chắc mày muốn làm không? Anh cũng biết mà, không gia đình, không tiền bạc, không nhà cửa thì có gì mà không dám làm. Chuyện này anh phải giúp em mới được đó. Lên xe đi. Mày nè, lên xe của tao là mày không được thắt dây an toàn. Mày vô trọng rồi là không thoát được nghe chưa. Sao? Không dám vô hả? Alo, lát còn lại đi, tôi đang bận. Mày tưởng tao rảnh lắm hay sao mà gọi cho mày giờ này vậy? Chuyện gì vậy? Tao đem đến cho mày một con trỏ nè. Phải con trỏ không? Hay là ngón út? Rất là dởm đó, tôi đang tra tấn nè. Thì mày sẽ thử đi. Vậy nha. Mày vô trong đi. Vô đây làm gì mày? Nói mày. Thôi. Chào anh. Tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Chuyện gì? Đơn giản thôi. Đi giao hàng ở vũ trường Galaxy. Đó là địa bàn của cừu sói mà. Nhưng bây giờ tao muốn lấy về. Sáng mai mày ghé chỗ tao đi. Tao sẽ giao cho mày hai thằng. Sao? Chỉ có ba thôi sao? Ông Vĩnh nói mày muốn lên lon mà. Có làm được hay không? Sao? Sợ hả? Nếu làm không được thì biến đi. Sáng mai tôi sẽ có mặt. Anh tính để tụi nó ôm đầm áo thiệt đó hả? Muốn thử thách thì phải như vậy thôi. Hẹn của ông Hùng hả? Mày tưởng tao sợ mày hả? Tao bỏ ông Cường lấy hẹn của mày hả? Đại ca. À, mày đi ba thằng. Được, tụi mày làm tao sợ quá. Còn nghe tên Trương Hùng là phải lấy hàng của tụi mày hả? Mày đừng có nằm mơ.
Dừng tay lại. Mày tưởng tao không dám sao? Chị mày ngon mày tiến tới đi. Tiến tới đi. Thả đàn em tụi tao ra. Hai thằng mày đi trước. Đứng lại. Tụi mày tiến thêm bước nữa, tao cho nổ tung chỗ này. Sao anh? Được không anh? Chưa biết. Được chưa? Được rồi. Phương, nó kìa. Trời ơi, chạy lên cậu ơi, chạy lên. Hả? Chạy lại đi cậu ơi. Nhanh lên. Lẹ lẹ lên. Công nhận ông nội này gan thiệt. Dám giật trái lựu đạn cho nổ luôn. Không sao hả ông? Ai? Lộn. Có hả? Ai biểu nó không hợp tác. Mới đầu tôi tưởng ông nhót không dám chơi. Ai ngờ ông chơi luôn. Gan thiệt chứ. Xin lỗi. Giao việc phải làm thôi. Cũng may còn đưa hai thằng sống trở về. Tao thích mày. Em cũng bắt đầu khái khoái hôm nay rồi nè. Thôi, anh em một nhà không đó. Đây là thằng Nhí, phù thủy của ông Hùng. Còn đây là thằng Kiệt. Từ bây giờ trở đi, tao gọi mày là Kiệt Điên nghe. Mày điên thiệt đó. Kêu ông Kiệt Điên là đúng rồi. Ông khùng thấy bà luôn à. Ai làm anh em với mày? Chúc mừng mày lên tàu với tao nha. Chúc mừng ông nha. Đau 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 đau. Buông ra. Giỡn tí làm tới ghê anh thôi. Thôi đi. Được rồi. Mày ơi mày, buông ra. Mày làm gì vậy? Mày muốn gì vậy? Mày anh nhờ. Mày không làm được cái sự gì hết. Vì lợi nhuận khổng lồ, mày bây giờ. Ba anh em họ Trương đã bỏ qua những mâu thuẫn gia đình, bất chấp nguy hiểm để khuếch trương công việc buôn lậu hàng trắng và mở rộng địa bàn, tuyển dụng thêm em Út. Khi đã nắm trong tay những đầu mối cung cấp hàng, ông Hùng bỏ tiền mua chùa các đầu mối gom hàng về, khiến đường dây của Cường Sói và những tay đầu nậu khác như Sáu Ngón, Hải Đen tạt hàng. Sau đó cho người giả dạng quấy rối đập phá nhà hàng, gây hiểu lầm, khiến bọn chúng tự gây gỗ thanh toán lẫn nhau. Khi thấy đối thủ nghi ngờ và quay sang tìm cách đối phó mình, Hùng cho người báo tin với công an vào đúng thời điểm để bắt gọn tất cả. Sạc vô. Với hành tung lúc ẩn lúc hiện, đường đi nước bước nguy quyệt, tung tích của Trương Hùng đến giờ vẫn là một ẩn số. Lực lượng công an trong nước, kể cả cảnh sát nước ngoài, đã nhiều lần bao vây phục kích, vẫn không bắt được hắn ta. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta kết hợp với người của Interpol lập nên chuyên án đặc biệt để truy bắt bằng được tên tội phạm Trương Hùng. Chúng ta đã có nhiều bằng chứng để kết tội nhiều đàn em thân cận của Trương Hùng, nhưng tại sao mới đây chúng lại được thả ra? Là vì nếu bắt, bọn chúng sẽ lập những tên đàn em khác. Tên Trương Hùng càng ngày càng trốn kỹ hơn. Chúng tôi gọi đây là kế hoạch thả mèo bắt hổ. Đúng vậy. Đặc biệt là khi những con hổ giật dây những con mèo, mà chúng lại giả dạng những con mèo đó. Anh em lên hàng đi. Anh em lên hàng cẩn thận, nhẹ tay giùm tôi một cái, nghe không? Nghe lời tôi dặn đi. Đổ bể cái gì là chết cả bầy á. Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi. Phải cưng nó vậy đó. Giống như khiêng ba khiêng má mình, nghe không? Ủa Nhi, mày cũng đi giao hàng hả? Ừ.
Thiếu người thì làm thôi ông ơi. Nè, cảnh sát vô trong luôn. Ông Vĩnh kêu anh cẩn thận chuyến hàng lần này đó. Ta biết rồi. Anh làm nhanh gọn, càng ít người biết càng tốt. Trời ơi, để lên đi. Mày làm nhẹ nhàng giùm tao được không? Là đi thú đi. À, cảm ơn anh. Ừ. Trời, trời ơi. Tao kêu mày cẩn thận nhẹ nhàng. Khi cái này giống như là khiên ba khiên má khiên ông nội mày vậy đó. Cẩn thận giùm tao. Đổ bể một cái là chết cả bầy đó. Anh Kiệt nghe em nói nè, sáng giờ mắt em giật lắm á, chắc có điềm không hay. Anh cẩn thận á. Mày làm cái nghề này mà cũng mê tín dữ vậy hả? Mình phải tin chứ anh. Có kiêng có cử, có cúng có lành. Chúc anh may mắn nha. Rồi, cảm ơn mày. Đủ rồi đó. Thôi đi đi. Đi nha. May mắn nha. Biết rồi. Rồi, đi lên lẹ đi. Nhìn lên. Nhìn lên. Thằng vô trong kia. Hai thằng lên tháo dây đi. Nhanh lên, trễ rồi. Còn một thùng đây nữa nè. Nhanh lên là tháo dây đi. Đứa đó làm gì? Thùng nào chứa hàng? Tao không biết. Tao không có nhiều thời gian. Tụi bay, lục soát. Nói mau. Mày có ngon thì bắn tao đi. Đây là đất của cục sỏi. Mày đừng có láo. Đại ca, nhìn nè. Hả? Mày đã chọn sai con đường rồi. Bây giờ, nếu mày theo tao, tao sẽ tha chết cho mày. Theo mày sống bằng niềm tin nè. Mày! Tụi bay! Dạ! Gom hết hàng cho tao! Dạ! Lớn! Đây chỉ là đòn vật mặt đại cả trương hùng của tụi mày. Vì cái tội dám vô nhà người khác mà không xin phép. Đi! Dạ! Xin lỗi mày. Bôi. Bôi. Chạy đi. Lấy cái tay ra. Rồi lên coi. Nó không biết anh thiệt anh ơi.
Alo, anh Lý hả? Đúng nó rồi, cho tôi gặp nó nói chuyện một chút đi. Mày có điện thoại nè. Alo. Mày vẫn còn sống hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày theo ông theo bà rồi chứ. Làm cho tụi tao buồn mấy ngày. Anh Lâm hả? Anh đang đâu vậy? Hàng cháy hết rồi. Tao biết rồi. Bây giờ thì công an đã truy nã mày. Tạm thời mày cứ bên thằng Lý đi dưỡng thương đi. Có gì gặp sau. Dạ nha. Cảm ơn. Mày cảm ơn tao cầm điện thoại cho mày hay là mày cảm ơn tao cứu mày? Cả hai. Nghe nói là mày muốn giao hàng cho ông Hùng hả? Thì sao? Bây giờ mày có số má rồi. Hết lỡ mã tấu cho ông Vĩnh, rồi tới lỗ quán ba cho thằng Hào. Nghe nói thằng tôi Cường Sói kêu mày về phe của nó, mày không chịu, lên nó cột mày vô tàu cho chết cháy hả? Sao không biết? Một thằng lính của mày kẹt trong hầm tàu. Bây giờ nó đâu rồi? Sống khỏe. Tao bắt nó làm cứu giang phụ đám thằng em tao rồi. Mà sao cái gì ông cũng biết hết vậy? Tại vì A Lý là cánh tay phải của ông Hùng. Nó đúng hơn là chiếu trên của mấy thằng Lâm, thằng Hào, thằng Vĩnh. May là tụi tao đi ngang qua đó, không là mày chết cháy trong cái tàu đó rồi. Hàng cháy hết rồi. Mấy cái hàng ngon tụi con Cường Sói lấy hết rồi. Để tao đi tìm thằng Hải đòi lại hàng. Thằng Hải là thằng nào? Là thằng cầm đầu băng cướp hàng đó. Tôi biết chỗ của nó, để tôi đi đòi về. Ai chà, chứ còn búng gì mày đặt đi đòi ai? Đi qua cây ăn đi mày. Lên đây. Ăn đi không là mày chết đói đó. Mày mê man trên tàu 3-4 ngày rồi. Giữa rừng không có đàn bà con gái nào lúc cơm cho mày đâu. Dáng chịu khổ đi. Vài ba bữa nữa tao cho mày về với con Kiều. Ăn đi mày. Ăn đi. Ăn đi. Anh tính cho ông Kiệt theo thiệt á? À, nhưng trước mắt tao phải cho nó theo mày học nghề cái lạ. Anh ơi, em hoạt động mình quen rồi, bây giờ cho thêm một cái đuôi nữa khó chịu lắm. Nếu mai mốt ông Hùng muốn chọn mày thì ai ở đây giúp việc cho tao? Anh tính đi Hồng Kông hả? Ừ, vài tuần nữa. Tự nhiên mở rộng địa bàn hoạt động, làm muốn ná thở luôn vậy nha. Quan trọng là mình không tìm ra người để tin tưởng. Đừng có để em gặp lại tụi nhóc đó. Em mà gặp lại tụi nhóc đó là em giết hết.
Nhưng mà tụi nó nhiều tiền. Mà tụi nó ngu, đúng không anh? Nó ăn được mình chứ hàng này là tụi nó hết đất sống. Nghe nói là tụi nó đang thương lượng để làm việc cho băng phượng sói lắm. Anh yên tâm đi, đã rảnh em về em lùng tụi nó nè. Không cần, lội lõ sắp về rồi. Mày muốn xử thằng Lào thì cứ lên danh sách. Kỳ lại ông Hùng cho lội lõ về là để dẹp loạn từ trên xuống dưới. Kể cả ông Hào hả? Không chừa thằng Lào. Có khi nào mình đi lạc không anh? Không, đường Lao cũng về La Mã. Mình đi lòng vòng ở đây để trốn tụi phiên phòng thôi. Đợi thằng Kỳ đi bậy thì sao? Nó thuộc cái lượng biên giới này như lòng bàn tay vậy. Nó tới 35 kinh nghiệm lần, mày yên tâm liền. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Điệp, từ lai mày đi theo thằng Minh để học nghề cho vững. Lại có Hùng Lan cần người thân cận để làm việc viên. Lên tao rất cần người giỏi. Tôi làm cho ông được không? Được, nếu mày có khả năng. Khả năng và sự tự tin thì tôi có thừa. Mày hay quá, mày thử chọn trong đám đó ra đứa cũ dạng cho tao coi. Tao chọn thằng đang đứng đó. Thằng đó tao sắp đuổi đó. Tại sao? Tại sao mày chọn nó? Tao thấy nó thông minh. Làm cứu giang thì không cần người thông minh, chỉ cần lo liều lĩnh, túng thiếu và nghèo khó. Mấy thằng thông minh thì nó không có làm cứu giang, mà nó chờ cơ hội để đâm mày rồi lại làm đại ca. Hiểu chưa thằng ngu? Cười cái mẹ gì. Tại sao mày không nghĩ chọn một thằng thông minh như nó, sau này nó lên thế chỗ của mày rồi mày lên chỗ khác cao hơn. Mày lên nhớ, làm cứu giang chỉ chọn thằng có sức khỏe thôi, nhớ chưa? Nhưng mà anh không thấy sao, chọn mấy thằng thông minh như vậy á sẽ làm cho anh đỡ cực hơn, đỡ vất vả hơn, còn thời gian mình làm gì khác. Mày can thiệp nhiều quá rồi đó. Mày nói nhiều quá à. Mày chỉ lường mũ lại giùm tao. Em nghe chị Hạnh ơi. Dạ. Dạ ở bên kia dốc chị. Dạ dạ. Dựng lều ngủ tạm đi. Dạ. Dạ. Nghe mày dắt cụ tao đi. Đừng có cười chị nha, đây là chút lòng thành. Cá hồi kho tiêu, còn đây á là bịch tiêu xanh để cậu ăn cho nó ấm bụng.
Chị phải lặt chi cho mất công vậy? Chị biết cậu với thằng Minh cực lắm, đi rừng không khéo là bệnh, ăn cá hồi cho nó mau lợi sức. Còn đây có hàng chục trứng, chị luộc sẵn luôn rồi nè. Lần nào gặp chị Hạnh cũng có quà. Em ngồi xuống ăn luôn đi. Chị chủ đáo quá. Chị có tấm lòng thôi, chứ mấy em về thành phố thì thiếu gì người chăm sóc. Vào đây chị. Mày phải nhớ, mất mạng chứ không được mất hàng. Chăm sóc và phục vụ chị Hạnh tất cả mọi vấn đề. Chị Hạnh là khách VIP, lo cho chị Hạnh chu đáo. Xong việc gặp ở nhà. Đi. Đi anh em ơi. Đi. Đi. Cái này tụi bay ơi. Chúng ta đi. Lên giường đi. Có chuyện gì vậy? Cậu phải giữ hàng cho kỹ chứ. Tưởng chuyện gì? Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nhiệm vụ tôi đã xong. Tôi đưa bà tới đây. Rồi tôi đi. Khoan, trông chừng hàng giùm tôi cho tới sáng. Mai đem hàng ra thuyền, rồi đường ai nấy đi. Vậy là ngày mai bà làm thủ tục qua biên giới hả? Không không, tôi không thí cái mạng cùi này đâu nha. Tôi với cậu không ai bước chân qua biên giới hết, tôi đảm bảo đó. Vậy là đứng ở chốt biên phòng? Không, đứng trên sông. Đến nơi rồi hả? Ừ, tới nơi rồi đó. Người nhận hàng đâu? Thì đó. Sao tôi không thấy? Cậu cứ quăng thùng hàng xuống nước cho tôi. Nhớ là phải cho nó chìm xuống đáy đó nghe chưa? Bà nói thật hay nói giỡn vậy? Cứ quăng đi. Bà có nói thật không? Cậu cứ quăng đi. Cậu đi đâu mất tích mấy tháng nay vậy? Em muốn chứng tỏ thôi. Chứng tỏ gì? Cậu có biết rằng tôi đang lo cho cậu lắm không? Một thằng du đảng quẹn mà muốn lọt được vào đường dây bí mật của nhà họ Trương, chuyện đó không phải dễ đâu anh. Tôi biết là nhiệm vụ lần này cậu rất là khổ. Mấy tháng nay cậu làm gì và ở đâu? Bọn chúng rất đa nghi và quỷ quyệt. Chúng thấy em có khả năng, chúng đẩy em ra biên giới để thử thách lòng trung thành của em. Có tin tức gì về tên Trương Hùng không?
Trương Hùng như một bóng ma, chỉ nghe qua lời kể của tụi đàn em. Còn anh em hắn thì sao? Đó chỉ là những đàn em thân tín, chứ không phải là máu mủ ruột rà thân tình gì cả. Vậy là hết cách hả? Em đang nghĩ là có khả năng là Trương Hùng đang ở nước ngoài, nhưng mà nước nào thì em cũng không rõ lắm. Trước sau gì hắn cũng sẽ trở về Việt Nam. Mọi việc ở đây đang làm rất tốt, cho nên hắn sẽ không xuất đầu lộ diện đâu. Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Hiện giờ em đang làm việc dưới quyền của Ali. Ali? Ali là cánh tay phải của tên Trương. Cậu nên cẩn thận, hắn là một tên xảo quyệt, giết người không gớm tay. Em biết mà, trong thời gian vừa qua em đã chịu không biết bao nhiêu thử thách độc ác của hắn. Chỉ nghe hắn nói là đang tuyển một tay thân tín vào đường dây của Trương Hùng. Tốt, cậu nên giữ thân phận, cậu nên cẩn thận. Đội phòng chống ma túy từ nay làm việc mạnh tay hơn trước đó. Em biết mà, bởi vì ngoài anh ra đâu có ai biết em là ai đâu. Đây là phòng con gái Cơ Ón Lị. Vậy tại sao anh vô đây? Để anh nhớ em. Xạo. Anh thiệt, xạo. Anh nói thiệt mà. Em đã nói với anh rồi, một ngày trôi qua thì đã có chuyện mới rồi, chứ đừng nói đến một năm. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn vậy. Nhất là tối hôm qua. Anh muốn chết hả? Buông ra. Anh chết vì em cũng được mà. Anh cũng chết trong vòng tay của em lắm. Anh buông ra coi. Anh làm gì vậy? Mấy ổng hiện nay là đang tập trung công chuyện riêng của mình, chứ bây giờ địa bàn cứ như vậy, nếu mà có nhập hàng thêm về thì cũng không có được lời lỗ gì hơn. Làm ăn riêng là làm cái gì? Thì ông Vĩnh với lại ông Lâm thì đang buôn gỗ, còn thằng Hào thì đang cái gì vậy hả? Gì vậy? Mình không còn như ngày xưa nữa. Anh muốn nói chuyện gì? Thôi.
Giơ tay lên. Tráng A Tàng, sao hôm nay mày về sớm vậy? Mới có 5 giờ thôi mà. Mày muốn gì? Làm ăn phi pháp mà mày đặt ra mặt tiền. Cái khu này chỉ để dành cho những người máu mặt thôi. Hôm nay tao muốn giới thiệu với mày một loại hàng mới, ngon hơn loại hàng mày đang kinh doanh. Nhưng nếu tao không thích thì sao? Tao sẽ bóp cò, giết mày. Nếu như mày hợp tác thì cả đôi bên cũng có lợi. Đừng có cương mà làm gì. Vậy mày làm cho ai? Trương Hùng. Mày định dọa tao để về làm việc cho tụi mày hả? Vàng của mày đấy con. Nè. Đi tìm Kiều. Như Kiều nào vậy? Thì thả Như Kiều của tao ra. Như Kiều. Mày chạy. Mày. Mày giúp chừng Như Kiều của tao hả? Mày giúp chừng Như Kiều của tao hả? Đi. Như Kiều. Như Kiều. 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 Ra đây chơi một mình mà không thèm rủ anh đi ha. Hả? Mày. Tụi mày khốn nạn. Cuối cùng cái chúng tụi mày là bạn với tao. Đúng rồi mày. Mày đây. À, Trương Hùng. Để bây giờ em đi. Để bây giờ. Đi. Như Kiều. Chào sếp. Chào sếp. Ê,
Đánh chút nào chưa? Cái sim này để mày gọi cho ai? Mày lục đồ của tao. Lúc đó mày đang phê. Mà cái cách tốt nhất để điều tra về một thằng là lúc nó đang phê. Mày giỏi. Tại sao mày cười? Mày diễn kịch dở lắm. Đau lắm hả? Giỡn thôi mà. Trả lại cái sim cho mày. Mày cho tao hả? Trả lại cho mày. Chứ không phải của mày à? Của mày. Nó là của bạn mày. Không phải của mày, tao quăng đi cho rồi. Nhưng tao chỉ xin mày đúng một điều. Nhưng lại em Kiều cho tao. Chở nó về nhà con Kiều. Dạ. Cảm ơn mày. Đây. Đây. Nói vô. Mày muốn mày cũng ngu vừa thôi chứ. Mẹ mày. Hàng của ông Hùng mày cũng dám ăn hả? Sao không biết vậy? Thử là biết liền. Chỉ có ông Hùng mới có loại hàng này. Từ trước giờ tao toàn mua hàng đá về chế lại. Bây giờ tao bán rẻ lại. Ông muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tao cũng không mua. Tao còn chừa đất để tao sống nữa mày biết không? Hả? Chuyện gì đó ông bạn? Nói hay quá. Thịt vắt tí xíu hả? Ăn cắp hàng của Hùng của mày. Mày làm cái gì vậy? Mày. Giờ hết chỗ tao làm ăn rồi. Tính sao đây? Thì bồi thường hậu hĩnh. Có gì đâu. Làm ăn được không anh? Tôi biết ông Hùng sẽ để mắt đến tôi. Tại vì ông nổi tiếng. Không dám, không dám. Tóm lại là giá bao nhiêu? 8.500 một bánh. Coi như ông là đại lý cấp 1, giao hàng tận nơi. Chất lượng và số lượng thì khỏi chê. Tôi biết ngày này sẽ đến với tôi. Nhưng mà 8.500 thì cái giá quá cao. Nếu 7.000 tôi có thể suy nghĩ lại. 7.000 là giá trong rừng. Tôi chỉ cần 1-2 triệu là sẽ đưa nó về tới đây. Tức là không hợp tác. Rồi sao? Cũng hên á. Hên á là nó bắn sượt qua thôi. Nó bắn chuẩn chút xíu là ngon rồi. Bắn chuẩn vô đây chút xíu là đi cái tay nè. Vô đây sâu chút xíu là nghe cái câu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
chôn hay thiêu là tùy gia đình. Ôi da, gì vậy cha? Tôi đang chăm sóc cho nó mà. Bậy rồi. Bậy cái gì? Nè, ông coi mấy ngón tay ông có bị tê không? Cử động bình thường được không? Cử động bình thường. Còn mạnh quá. Anh có bị gì không? Để tôi băng bó luôn thể. Nè, nói gì thì nói á, tôi cũng có lời khen á. Lính của anh A Lý á, toàn là thứ trâu bò gì không à. Ráng khỏe nha. Trời ơi, không đau gì luôn hả? Trời ơi, cái thứ gì đâu không à, không phải con người. Công nhận ca này xương quá. Ca nào không xương? Ca nào khó thì phải có mặt tao. Tao cũng đâu có dễ gì. Mới xử một đứa, đứa còn lại tới ngày gặp bà Hạnh thì nó cũng lên hương luôn. Vậy là nó lấy luôn địa bàn mà tao mới hạ thằng Tàn đó phải không? Còn thằng Thắng Bia nữa. Mày tính xử sao? Cho nó vô danh sách đen, để cho mấy ổng xử. Để cho đứa đó xử luôn hả? Ừ. Tụi nó ghê lắm sao? Phải nói là máu lạnh. Đàn bà trẻ em gì cũng không có tha. Con người ta chưa đẻ cũng lôi ra giết luôn. Nói chung là xuất quỷ nhập thần lắm. Mà mấy thằng nội gián á, chết còn thảm hơn như vậy nữa. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Mày nói vậy là ý gì? Tại sao mày cứ đòi gặp ông Trương Hùng? Tao muốn có tiền, tao muốn được thăng chức giống như mày. Mày khác tao. Tao có bằng chứng để chứng minh mày làm tay trong cho người khác. Mày nói vậy là sao? Bấm số 1 gọi nhanh để gặp bạn mày. Mỗi ngày chỉ được mở máy vào giờ này, 15 phút sau tắt máy. Mày nói gì tao không hiểu. Tao đã để ý mày từ cái ngày mà mày bị phê thuốc rồi. Tao đã gọi 2 lần rồi có người bắt máy. Nói cho tao biết bạn của mày là ai. Bắn tao đi. Mày bắn tao á, mày cũng không yên đâu. Mày tưởng tao không dám bắn mày hả? Camera trước mặt mày kìa. Mày bắn tao đi. Hả? Mày làm loạn hả? Dừng lại. Đây là lời nhắn của ông Hùng. Nếu hai đứa mày còn gây sự với nhau, ta sẽ bắn bỏ để phòng ngừa sự cố. Nhắn gửi cho bà, có cần phải mạnh tay như vậy không? Điên hết rồi hả? Tự nhiên vô đây bắn giết luôn. Tất cả tụi bay đều bị cảnh cáo nên mới ra nông nổi như vậy. Tội trạng của tụi bay đi. Đừng để tao gặp lại bất cứ một thằng nào nữa. Nếu không thì lần sau không có mạng để về đâu. Chỉ kiệt minh dế tranh giành cái gú cản trở nhau trong công việc.
Tình Thọ là mất nửa bánh ở hẻm Hương Giang, dằn mặt đánh nhau. Thôi đi ông ơi, đừng có đọc nữa. Không mất bạn là mai phước lắm rồi. Lượn đi. Còn mày nữa biến đi. Có cần thiết phải vậy không? Tức là bây giờ mày từ chối giao kèo đúng không? Thì tao đã nói rồi. Bây giờ nếu như mày nói cho A Lý biết á, thì tao đưa ông anh kết nghĩa tao qua ba mặt một lời. Mày muốn làm thì mày đã làm từ lâu rồi. Thì bởi vì ông không thích làm giang hồ thôi. Vậy thì tại sao một ngày ông chỉ mới mái 15 phút? Thì giờ ông ấy không thích ông giao du với tao. Vậy là mày vẫn muốn tranh giành với tao đúng không? Thằng nào có năng lực thì được gần ông Hùng. Vậy thôi. Tức là mày vẫn coi tao như là đối thủ. Vậy thì cột chân hai thằng vô làm chi vậy trời? Mày tưởng tao thích lắm hả? Ê, mày á, cho tôi gửi tiền. Dạ, cảm ơn. Ông Phương. Thế nào? Con lấy hàng thì theo tao. Trả lời hàng cho tao. Ba cái đồ dởm không ai lấy làm gì. Tụi bay không trả, tao cho đàn em xử tụi bay hết. Ông chửi mày quýnh yếu quá đó. Quýnh nữa đi. Ông muốn ăn đòn nữa hả? Vậy tụi mày muốn cái gì? Tôi không cần biết ông lấy hàng ở đâu. Bắt đầu từ ngày mai, không được giao hàng ở khu vực này nữa. Nhưng tụi bay lại, tụi bay lại. Không cần biết tụi này là ai, chỉ cần biết đây là khu vực của ông Trương Hùng. Ông Hùng hả? Biết rõ ông Trương Hùng mà, đúng không? Nhưng mà tôi làm ăn ở đây cả năm rồi, có sao đâu. Bữa nay có rồi đó. Không những sao mà là trăng. Bữa nay cảnh cáo, lần sau có những mất mặt. Trả hàng lại cho tao. Giữ được cái mạng ông là hay lắm rồi. Sao mày không nói cho ông biết để ông kiếm chi tội nghiệp? Nếu biết thì ông đã chạy theo để mày bóp cò.
cái khu này sao không hoàn thiện luôn cho rồi? Để như vậy, hỏi sao tội ác nó không lộng hành? Nói chuyện giống công an quá. Cầm cái này bỏ vô ba lô, quăng xuống đất, tí công an lại giải quyết. Mày không sợ có dấu vân tay của tao và mày trong này à? Tao có hợp tác với công an mà. Sao mày không bắn ông luôn cho rồi? Giết một bạn người là ám ảnh cả đời. Giờ này tao mất ngủ dữ lắm. Có gì để công an giải quyết đi. Cười chứ quái gì. Tao cứ tưởng mày có máu lạnh giống như đồi đỏ chứ. Tao cũng là người mà. Mày hợp tác với công an như vậy, tụi nó có nghi ngờ không? Nghi ngờ gì? Đâu ai biết đâu biết bắn chết tao làm sao. Thực ra là tao chỉ điểm cho công an thôi. Tại thằng đó người ta theo dõi lâu rồi mà chưa có bắt được. Vậy là mày chơi trò hai mang hả? Đang kiếm con Lam Dồ đúng không? Mày suy nghĩ chuyện tao hỏi chưa? Có lợi gì cả hai đó. Số điện thoại đó là của anh Kết Nghĩa tao. Anh Kết Nghĩa mà làm gì giấu như mèo giấu cứt vậy? Tin hay không tùy mày. Tao đánh mày á, vì tao ghét ai uy hiếp tao lắm. Thì tùy mày thôi. Tao nói cho mày biết, nếu như A Lý nghi ngờ mày, mày khỏi ngóc đầu lên trong băng này. Mày giấu giùm cho tao thì mày được lợi gì chứ? Sòng phẳng thôi. Mày mà rút lui thì đỡ một thằng đối thủ cạnh tranh khi A Lý tiến cử cho ông Hùng. Tại sao mày muốn làm việc với Trương Hùng? Mà mày cũng vậy thôi. Hay là mày có lý do gì khác? Đừng đánh nữa. Vợ chồng tôi không có liên quan, mấy ông tha cho. Tại thằng em nó không có nhà ở nên cho nó ở nhờ vậy. Nhưng mày biết nó là thằng buôn bán hàng trắng mà. Tôi không biết. Ông nói gì vậy? Chính tôi đã dắt cả khối người vô đây mua hàng mà ông nói không biết hả? Ông tính lần lòng hả? Còn mày, mày có biết tại sao mày ra nông nổi như vậy không? Mày gan lắm. Đã không lấy hàng của ông Hùng mà còn dám báo công an gông cổ mấy thằng nhóc lại nữa. Hàng của ông rất tốt và lại bán rất chạy. Vậy mà mày lại chê. Bây giờ mua liền, mày không tha cho. Chứ không phải chính mày là kẻ chủ mua hả? Tôi không có. Mày cũng muốn thế chỗ cho thằng em mày không? Dạ không. Tao biết mày giấu rất là nhiều hàng trong cái thùng xăng hai đáy để vận chuyển công khai trên đường ban ngày mà tránh được sự giùm ngó. Tôi chỉ biết kiếm sống qua ngày thôi hả? Hết giờ rồi. Xin đi ông thái chỗ. Lên mày. Xin đi ông thái chỗ.
Chuyện gì cũng phải thương lượng mà. Hồi trước tôi không biết nên tôi mới làm vậy. Mày là kẻ chủ mưu. Mỗi quyết định giao hàng và kế hoạch đều do mày bày ra đúng không? Nhưng nó là người làm hết mà. Mày thấy thằng anh của mày không? Hay tại vì mày chỉ là em vợ của nó nên nó mới nhẫn tâm với mày như vậy? Nếu mày lên lập trục thì mày có lấy hàng của ông Hùng hay không? Dạ có, dạ có. Mày đừng nói là vì mày sợ tụi tao đó nha. Đó cũng là lý do. Nhưng dù sao hàng cũng nhanh, tốt lắm, nhiều người mua lắm. Thằng này vừa thông minh mà lại biết thời thế. Dạ. Đừng giết tụi bà. Chúc mừng mày gia nhập đường dây của ông Hùng. Mấy ổng gấp vậy sao hẹn mình ra đây? Chắc là xử thằng nào để dằn mặt đó mà. Giám cá như mày là mấy thằng này mới bị xử. Từ hôm nay chỉ tập hợp những đứa có số má thôi hả? Bộ tao già lắm hả? Ủa, chân anh bị sao vậy? Tai nạn thôi, đừng có nhiều chuyện. Chắc mấy ngày qua anh em mệt mỏi lắm rồi. Thật sự là tôi cũng rất bất ngờ khi lội lõ không chừa một ai. Nhưng đây là cách trừng phạt nhẹ nhất trong các cách của ông Hùng. Dù sao A Lý tôi cũng rất lễ phục ông Hùng. Dù ở xa xôi cách mấy, ông cũng lắm kỹ được từ việc nhỏ tới việc lớn, kể cả những chuyện tình cảm liên quan tới anh em tay chân. Từ lai chúng ta phải chú tâm vào công việc hơn nữa, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào. Tập trung và nâng cao công việc lên một tầm cao hơn nữa. Nói hay quá ha. Địa bàn có bao nhiêu đó hậu khẩu thôi, nguyên khu có bao nhiêu đó người, có bao nhiêu đó nhân khẩu, lấy đâu ra mà phát triển hả? Cho mấy đứa con nít nghiện luôn đi. Ông Trương Hào nói luôn. Vì vậy ông Hùng đã giao chúng ta một nhiệm vụ mới. Trong vòng 2 tháng tới, chúng ta phải lấy hết địa bàn này, đồng thời kết nối hết tất cả những tay chùm xỏ ở các vùng lân cận, xây dựng lường dây vững chắc xuyên quốc gia. Anh ơi, cái đó trước đây mình có rồi mà. Đừng nói chuyện qua lấy hàng từ gốc, hoặc là theo giám cát hết rồi. Hàng của ông Hùng giá cao lắm. Vì vậy chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, củng cố lại từ gốc, bắt đầu lại từ đầu. Vậy là có đổ máu nữa hả? Anh em tôi đổ máu nhiều rồi nghe. Các ông không cần phải tốn sức. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cũng là một cơ hội cho những người đang muốn thăng tiến. Tụi bay có thể tuyển thêm anh em, ngay cả những người dưới trướng của ba ông Trường. Ai muốn thăng quan tiến chức thì có quyền tham gia. Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm, chia lịa phạt, tùy nghi mà hành lộc. Vậy sao mà nắm được quyền quản lý và phân phối hàng thôi đúng không anh? Đúng. Đây là cơ hội để cho tụi bay chứng tỏ bản thân, để tao tiến cử cho ông Hùng một người trong thời gian tới.